Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Đám tang danh ca Lệ Thu có thể phải dời đến tháng 2. Hiện tại gia đình danh ca Lệ Thu vẫn chưa chính thức thông báo thông tin về tang lễ của bà. Tuy nhiên mới đây chia sẻ với báo chí, nam ca sĩ Quang Thành, một người em thân thiết với cố danh ca cho biết, đám tang của danh ca Lệ Thu có thể sẽ bị dời đến tháng 2 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại Mỹ. Thời gian này, tang lễ chưa thể diễn ra do dịch bệnh bùng phát. Số người chết vì Covid-19 tại bang California tăng cao, do đó nhà tang lễ bị quá tải. Dự kiến lễ tang của chị sẽ diễn ra vào tháng 2, ca sĩ Quang Thành nói. Trước khi mắc Covid-19, trên ca lễ thu sống một mình ở thành phố Fortevere Valley của California, Mỹ, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Sau khi nghi ngờ bản thân mắc bệnh, nữ danh ca đã nhập viện điều trị tại một bệnh viện của địa phương. Chia sẻ với báo chí, chị Tú, con gái đầu nữ danh ca Lệ Thu cho biết, trước khi hôn mê sâu, tinh thần của bà vẫn rất lạc quan và điều trị tích cực. Danh ca Lệ Thu từng được bệnh viện chỉ định xuất viện khi bệnh trạng khá hơn. Từ hôm Giáng sinh, sức khỏe của ca sĩ chuyển biến xấu, khó thở nên bà được đặt ống trợ thở, lâm vào hôn mê và qua đời ở tuổi 78. Cùng với danh ca Thái Thanh và Khánh Ly, Ca sĩ Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng bậc nhất tại Sài Gòn thập niên 60-70. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều ca khúc, nước mắt mùa thu, xin còn gọi tên nhau, thu hát cho người. Ở tuổi 78 bà vẫn duy trì hoạt động ca hát nên khi nghe tin bà qua đời, lúc 19 giờ ngày 15 tháng 1 theo giờ địa phương, khán giả rất tiếc thương.